Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có các hoạt động tri ân tại thị xã Chí Linh và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tại thị xã Chí Linh, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm bà Trần Thị Vượng, vợ liệt sĩ Nguyễn Thăng Long, thăm bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thu, có chồng là liệt sĩ Hoàng Văn Quỳnh và con trai là liệt sĩ Hoàng Ngọc Tường, thăm gia đình thương binh Nguyễn Ngọc Thạch, thương binh hạng 1/4 với 81% thương tật vĩnh viễn. Thương binh Nguyễn Ngọc Thạch có mẹ là bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Sa đã mất và hai người anh là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lãng và liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khiết. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách và mong muốn các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng luôn sống vui, sống khỏe là chỗ dựa cho con cháu, gia đình cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương góp phần xây dựng và phát triển thị xã Chí Linh ngày càng văn minh, hiện đại. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ thị xã Chí Linh, công trình vừa được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trong chiều nay, tới thăm gia đình bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Bùi Thị Chiêm, 95 tuổi, mẹ có chồng và người con duy nhất là liệt sĩ tại thôn Lâm Xuyên, xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự trân trọng, biết ơn với những hy sinh thầm lặng vô cùng lớn lao của mẹ. Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Nam Sách thường xuyên cập nhật thông tin, quan tâm đến đời sống của mẹ, nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với các mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng. Tại huyện Nam Sách, Chủ tịch Hội cũng đã tới thăm gia đình mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Hiệp, 86 tuổi và gia đình thương binh Hoàng Thanh Hảo, thương binh hạng 2/4. Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn, trân quý và tri ân những công lao đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, của các thế hệ anh hùng liệt sĩ, các gia đình thương bệnh binh đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Đảng, Nhà nước sẽ nỗ lực phấn đấu làm tốt hơn công tác chăm lo, nâng cao đời sống các gia đình chính sách cả về vật chất và tinh thần.